Hoàng Xu, người con trai duy nhất của ông bà Hoàng Xà đã nghiện ma túy. Bản chất là đứa con ngoan, nên Xu đã không để cha mẹ biết điều này. Hàng ngày anh vẫn cẩn mẫn vác quốc lên đồi giúp bố mẹ trồng cam, bón phân cho gốc na, gốc bưởi. Anh luôn ca hát, kể chuyện tiếu lâm, mang tính cười đến với những người nông dân để họ quên mệt mỏi trong quá trình làm việc. Nhưng dù Hoàng Xu có khéo léo, che đậy thế nào, thì cái tin anh bị nhiễm virus HIV vì tiêm chích ma túy cũng bị lộ. Ông bà Hoàng Xà không thể ngờ rằng, ngày định mệnh, người độc bạc tiễn kẻ đầu xanh lại đến nhanh với gia đình như vậy. Con trai mất vì nhiễm HIV, con dâu cũng bị nhiễm HIV và đang bỏ đi biệt xứ. Chúng để lại cho ông bà Đưa cho nội 3 tuổi có tên là Hoàng Tuấn Nhã. Rất may cho đứa trẻ là không bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ. Đây có lẽ là niềm an ủi động viên lớn nhất để ông bà Hoàng Sà vượt qua những ngày tháng buồn tuổi ở phía trước Cháu nhã đến tuổi đi học Nhưng trưởng mẫu giáo lại không đón nhận Họ sợ hoàn cảnh của cháu bé Sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều đứa trẻ khác Vậy là Đại úy Võ Trọng Hải Lại cùng với ông Sà tới trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn Để trình bày nguyện vọng Liệu chính quyền địa phương và nhà trường có tiếp nhận trường hợp này không? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký đối mặt sói trắng của nhà văn Phạm Thế Cải. Lúc này đã xế trưa, Hải quay lại nhà ông Nguyễn, trưởng thôn Khe Năm. Anh dặn ông xà đúng 2 giờ chiều nay, anh sẽ đến chờ ông xà tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim. Mục đích trực tiếp trình bày cụ thể với cán bộ chính quyền về trường hợp cháu nội ông xà đảm bảo quyền lợi cho đứa trẻ hải còn cẩn thận hướng dẫn ông xà cần ra hiệu photo đầy đủ một số giấy tờ quan trọng và đưa đi công chứng anh giải thích cho ông chủ trang trại đó là thứ bảo bối vừa là minh chứng sự thật cho gia đình vừa là cơ sở dữ liệu để họ lưu trữ trong hồ sơ nếu nhận cháu hoàng tuấn nhã vào học ông xà nghe hải nói vậy thầm phục người lính biên phòng biết thương dân trong hoàn cảnh éo le buồn tủi như gia đình ông trưa ấy ông xà không ngủ trưa ông đôn đáo ra hiệu phô tô làm đủ các giấy tờ cần thiết như lời hải dặn đúng giờ hẹn hải và ông xà lại gặp nhau ở trụ sở người đầu tiên hải cần tìm là ông thìn chủ tịch xã sơn kim thấy hải tới nét mặt có vẻ đăm chiêu lại có ông xà đi cùng ông thìn hơi ngạc nhiên chú định tham gia với ông xà làm trang trại à chú cần làm thủ tục gì nói nghe nào ồ bác đoán nhầm rồi tôi là lính bận rộn việc công suốt ngày có thời gian đâu mà làm trang trại hả à, bác thế chú hôm nay tới đây có việc gì tôi muốn bàn với bác xung quanh chuyện đưa cháu nội của ông xà muốn đưa nó tới lớp mẫu giáo đưa cháu trai mà bố nó đã mất vì nhiễm HIV phải không? Đúng vậy. Khó lắm đấy. Sợ các cô không nhận nó. Biết ông chủ tịch thìn nhụt chí việc này vì ông đang sợ dính vào trách nhiệm, không cẩn thận, búa rìu dư luận sẽ chĩa vào ông. Hải bảo, tôi nói thật, có gì bác thông cảm cho? Xưa nay dân thường thấp cổ bé họng, có nhiều chuyện đã rõ rành rành như vậy họ cần đến cán bộ xã giải quyết gấp cho họ nhưng cán bộ xã lại gây khó dễ với dân cứ thế này anh đá quả bóng sang anh khác rốt cuộc dân mất lòng tin họ không thèm tới trụ sở còn cán bộ xã vừa mắc chứng bệnh sách nhiễu vừa mắc bệnh quan liêu ông thiền chỉ ngồi im lặng nghe hải nói ông không hề phản biện lại một lời Mặc dầu tâm lý không vui nhưng ông vẫn phục. Hải nói rất đúng. Bởi tình trạng một số cán bộ xã trong đó có ông, nhiều lúc chưa thực sự là công bộc của dân. Hải đưa tập hồ sơ khám sức khỏe của cháu Hoàng Tuấn Nhã đặt trước bàn làm việc của Chủ tịch Thìn. Tập hồ sơ này chắc bác chưa biết chứ gì. Họ không đưa lên trình tôi làm sao tôi biết được. Hải tặc lưỡi. Thật đáng trách cho cả hai phía một bên chưa dám lên trình bày sự thật một bên chưa dám tới tận nơi để tìm hiểu sự thật cái mầm mống của cán bộ xa dân là ở đó ông thìn đưa toàn bộ hồ sơ sức khỏe để tạo không khí dân chủ ông mời những cán bộ cốt cán lại cùng đọc càng đọc mọi người càng thấy ngạc nhiên thấy trường hợp đặc biệt cháu hoàng tuấn nhã không bị nhiễm hiv hải bảo với ông thìn chắc bác cũng chưa hiểu thật sâu sắc về bệnh hiv Ông Thìn thành thật. Xin lỗi chú, tôi cũng chưa tưởng tận lắm về bệnh này. Anh giải thích cho ông Thìn hiểu. Căn bệnh HIV bị lây nhiễm chủ yếu do tiêm chích ma túy và dùng chung bơm kim tiêm. Bệnh HIV lây theo đường máu, vì vậy người này truyền sang cho người khác cũng không phải dễ. Trừ trường hợp đặc biệt, đụng phải bơm kim tiêm hay cả hai cùng bị tổn thương do đối tượng gây ra thế nhưng trong xã hội nhiều người hiện nay vẫn đang rất kỳ thị với căn bệnh này hải nói để đảm bảo cho cháu nhã cháu ông xà vào trường mẫu giáo tôi muốn nhờ bác với cương vị chủ tịch hai việc giao cho cán bộ hội phụ nữ xã tổ chức họp tất cả phụ nữ xóm lại để thông báo cụ thể cho các hội viên rằng cháu hoàng tuấn nhã không bị nhiễm hiv việc nữa bác viết cho một đơn đề nghị gửi cô hiệu trưởng trường mẫu giáo có đóng dấu đỏ của chính quyền Hàn hoi rồi đưa cho ông xà ghim vào với bản phô tô công chứng sức khỏe của cháu nhã làm được như vậy dân ở đây mới thấy chính quyền xã sơn kim bao giờ cũng biết quan tâm tới dân lo cho dân từng việc nhỏ mặt khác giúp gia đình ông xà vượt qua được nỗi đau nếu cháu ông được vào trường mẫu giáo chắc chắn ông xà sẽ yên tâm hăng hái xây dựng trang trại hơn ông thìn vui vẻ bảo một lần nữa tôi xin nhận lỗi về mình vì mắc bệnh quan liêu tôi không ngờ một người lính lại đến được gần dân và sâu sát như chú từ chuyện to săn bắt cướp đến chuyện nhỏ thường ngày như đứa trẻ mồ côi này việc gì cũng tới tay chú nói xong ông thìn chủ tịch xã gọi chị hạnh hội trưởng hội phụ nữ xã lên giao nhiệm vụ trước hết tôi thông báo cho chị biết trường hợp cháu hoàng tuấn nhã cháu nội ông xà đã có giấy của ngành y tế gửi về là không bị nhiễm hiv hiện nay ông nội của cháu đang có nguyện vọng đưa cháu đến trường mẫu giáo vậy chị phải tổ chức họp các chị em từng xóm lại rồi tuyên truyền giải thích cho họ hiểu tôi nói có sách mách có chứng chứ không nói vu vơ ông thìn lấy một bản công chứng từ ông xà gửi tới đây chị cầm lấy tờ giấy này nếu dân ai nghi ngờ thắc mắc thì ta cứ đưa ra cho họ xem. Một lúc sau, ông Thìn ngồi viết giấy giới thiệu rồi đọc lại cho Hải và ông Xà nghe. Xem đã hợp lý câu chữ chưa. Khi hai người đều gật đầu, ông gọi cô Văn Thư lên đóng dấu đỏ vào. Xong xuôi công việc, Hải lại chở ông Xà về tận nhà. Lúc chia tay Hải còn dặn. Ngày mai bác có thể đưa cháu tới gặp cô hiệu trưởng mẫu giáo Tuyết Minh rồi. Nếu có gì mắc cỡ thì điện thoại lại cho tôi ông xà nghẹn ngào tôi xin cảm tạ tấm lòng vàng của chú chú là ân nhân suốt đời của gia đình tôi sau một thời gian hơn ba tháng hải vẫn đi công tác ở vùng ngoại biên anh chưa nắm được tình hình cháu nội của ông xà thế nào hải đang sốt ruột vì anh nhìn lại số điện thoại của mình có ba cuộc gọi nhỡ của ông xà hải đang phân tâm không khéo các cô mẫu giáo lại đang gây khó khăn cho cháu nhã đây vừa trở về hôm trước hôm sau hải đã có mặt tại trường mẫu giáo sơn kim gặp cô hiệu trưởng tuyết minh khi anh vừa tới cổng cô tuyết minh và các cô đã vui vẻ ra đón chưa cần trao đổi thông tin cô tuyết minh đã biết ngay hải đang cần quan tâm đến chuyện đứa cháu nội của ông xà rồi lúc này cháu nhã đang tập vui múa với các bạn được một cô giáo bế cháu tách ra khỏi đám đông cô giáo nhắc nhã cháu chào chú đi nhã lễ phép khoanh tay rồi cúi đầu cháu chào chú ạ hải giơ tay bế nhã vào lòng và xoa đầu cháu ngoan quá thằng bé rất tự nhiên và tỏ ra thích thú khi được hải bế khoe cháu vào đây vui hơn ở nhà với ông bà nội thế cô có hay mắng cháu không cô thương cháu dạy cháu nhiều bài hát lắm cháu thuộc được mấy bài bài nào cô giáo dạy cháu cũng thuộc hết nhã đứng vụt dậy như mầm cây đang ngủ được gió lay thức miệng bi bô hát cháu lên ba cho đi mẫu giáo cô thương cháu vì cháu không khóc nhè không khóc nhè để mẹ trồng cây trái bố vào nhà máy ông bà vui cấy cày hoan hô hải vỗ tay khích lệ cháu nhã các cô giáo cùng vỗ tay khích lệ khiến nhã sung sướng đến đỏ mặt thỏ thẻ chú có thích nghe bài một con vịt không chú rất thích cháu hát tiếp đi nhã lại tròn xoay đôi mắt hai tay giơ lên cao rồi nhún nhảy một con vịt xòe ra hai cái cánh nó kêu rằng quá 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 quạc 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 gặp hồ nước nó bì bà bì bõm lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô chưa bao giờ lên sân khấu nhí chỉnh diễn chả biết các cô giáo đã bao giờ tập cho nhã chưa nhưng kết thúc bài hát nhã lại giơ cao đôi bàn tay và cúi đầu chào mọi người khiến hải lại thêm xúc động cháu hát hay lắm bây giờ đến lượt chú thưởng kẹo cho cháu có thích ăn kẹo không thưa chú có ạ à. hải mở gói hành lý của mình ra đưa ra hai hộp lớn bảo cô tuyết minh chẳng mấy khi tôi có dịp đến thăm trường hôm nay nhân chuyến vừa đi công tác ở lào tôi gửi biếu cô một hộp dầu gội đầu để các cô gội cho thơm còn hộp kẹo sô cô la tôi gửi làm quà cho các cháu lát nữa cô phát cho các cháu ăn hải quay sang nhã còn gói kẹo nhỏ sô cô la này chú thưởng cho diễn viên nhí trước lúc chia tay hải còn dặn lại cháu nhã có hoàn cảnh đặc biệt nên các cô không bỏ rơi cháu nhé các cô phải là người mẹ thứ hai của cháu đấy người dân vùng thượng hương sơn đã thở phào nhẹ nhõm khi lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu cầu treo do đại úy võ trọng hải phối hợp với công an huyện hương sơn lập chuyên án triệt hạ tận gốc băng nhóm trộm châu bò pháp luật đã nghiêm túc xử phạt minh điền và dường thu hai nhân vật cộm cán trong vụ án mỗi tên ngồi bóc lịch gần ba năm không còn bóng trộm lợn vởn nên nhiều người dân làng khe năm làng tròn lại tiếp tục rong châu bò vào khu rừng chuột bạch thả cả ngày không cần người trông giữ châu mặc nhiên ăn no cỏ thỏa thuê tắm dòng suối mát khi chiều mặt trời sắp gác núi họ mới đủng đỉnh lùa trâu về chuồng châu bò không bị bốc hơi có nghĩa là vấn nạn trộm cắp châu bò đã được xóa nhòa dấu vết ông dây trưởng thôn làng tròn một trong những chủ trâu may mắn chưa được nhóm trộm châu liếc mắt tới con trâu cái nhà ông Dây bây giờ không chỉ là báu vật quý nhất với gia đình, nó còn là tôn vinh thương hiệu, người chăm trâu béo nhất làng. Quả thật, dân chúng đồn đại không ngoa, từ ngày ông Dây tậu được con trâu của gã rong dê ở bàn thong pẹ, do trưởng bàn song chờ giặt mối tới này, đã tròn ba năm ba năm con trâu sinh trưởng từ đất lào về ăn cỏ xứ sơn kim nó thích nghi dần với biến đổi khí hậu hợp cách thuận dưỡng của chủ nhân nên nó chẳng hề còi cọc ốm yếu trái lại nó khỏe ăn khỏe làm hơn mọi con trâu khác trong làng cái thân nó to hơn chiếc chum sành cái mông núng na núng đính mỗi lần ăn no tắm mát bụng căng phồng da láng mượt như phủ một tấm nhung đen đằng sau mỗi bước đi thình thịch trâu để lại những dấu chân sâu to như miệng bác. Mỗi ngày từ nhà ra đồng, con trâu, ông dây đã gánh bác bao công việc cày bừa cho gia đình ông. Vào mùa lúa, con trâu hết sớm lại chiều lầm lũi trên ruộng cạn đồng sâu, nai lưng chở lúa về nhà. Rồi tới mùa trồng ngô trồng lạc, trồng khoai và khoai lang, trâu lại dướn lưng kéo cày đến quên cả mặt trời lặn. Trăm thứ công việc nhà nông, đâu chỉ dồn lên đôi vai ông chủ, mà dồn lên con trâu, khiến hiền như hòn đất chăm chỉ như con ong, thầm lặng như con kiến tha mồi. Nó lao động cật lực cho ông chủ, dầu mưa hay nắng châu vẫn không kêu ca. Ở làng tròn, một số gia đình đến mùa vụ không có châu cày bừa, họ thường tới nhà ông dây nhờ cậy. Có những tuần châu cày không nghỉ dưỡng sức, một ngày nào, hết cày cho chủ, lại đi cày giúp cho người khác. Châu vẫn tươi tỉnh, xin phát thả một vài nét từ con châu của ông dây để hiểu thêm về câu ngạn ngữ con trâu là đầu cơ nghiệp nhà nông thiếu trâu chẳng khác gì ngư dân đi biển thiếu lưới thời điểm này từ làng tròn đến làng khe năm nhìn vào cơ nghiệp của các gia đình nông dân vùng núi mới thấy giật mình bởi họ đã vắng hẳn cái bóng trâu con bò về chuồng khi hoàng hôn buông xuống cái chuồng trâu vắng hơi trâu nằm nên tấm phên tre buồn diêu diêu ủ ê phơi sương phơi nắng những đống phân tươi đen nhảy đã khô queo, bị đàn gà bới lên tơi tả, không ai thèm quét dọn. Đại dịch trộm châu diễn ra suốt một thời gian dài, gây nên thảm họa bi thương cho cư dân bản địa vùng Sơn Cước. Bây giờ họ sạt nghiệp chẳng biết xoay sở đâu được vốn liếng để tậu tiếp con châu mới. Có nhà nuôi vài ổ gà ổ vịt ấp trứng sinh con. Nhưng thử hỏi, gom những đồng tiền lẻ theo kiểu cách này, đến bao giờ mới đủ vốn để mua châu? không ít nhà vay tiền ngân hàng kinh doanh, nuôi thỏ, nuôi lợn, nhưng khốn nỗi vận xui lại tiếp tục đến. Ông Thứ Dâu nhờ một người bạn nhân ngãi ở Hà Nội tư vấn cho nghề nuôi thỏ, hồ hởi đưa 75 con thỏ trắng như bông về nuôi. Với mộng đẹp, sẽ có một đàn thỏ con ra đời, ông sẽ nhân giống thỏ này lên. Nếu may mắn chỉ sau một thời gian ngắn, ông Thứ Dâu át hẳn có tiền tậu được con trâu cày. Ai ngờ sau một đêm mưa to, bão lớn xảy ra tại làng Khe Năm, mưa to tạt vào chuồng thỏ, thế là đàn thỏ 75 con đồng loạt phình bụng chết gần hết. Chỉ còn lại 5 con. Sáng mai, ông Thứ Dâu ra thăm chuồng thỏ, hốt hoảng gọi vợ con chứng kiến cảnh đau lòng này. Cả nhà miếu máu, nuốt nước mắt, nhặt xác thỏ đưa đi chôn. Dường như những con thỏ bị chết oan uổng ấy, không có con nào nhắm mắt Chú cứ chân chân nhìn ông một tia nhìn trách móc. Ông thứ dâu tỏ ra sám hối khi thiếu kinh nghiệm bảo vệ chúng trong cái chuồng song sắt. Lại nữa, bà chất phàn, dân ở làng tròn vẫn hay trầm trồ khen là cụ nuôi lợn mát tay. Trước đây, bà chất phàn thường nuôi lợn cỏ. Chỉ ít mỗi năm, bà cụ cũng cho xuất chuồng khoảng vài tạ, lại còn mấy con ô lợn nái nú na nú ní những đàn con nhín nhít đỏ hồng trong ổ mấy lưa lợn như thế bà chất phàn tậu được hai con trâu mộng đẹp như con trâu trong tranh làng đông hồ ấy thế mà lũ trộm trâu nhung nhúc táo tợ bất lương chẳng thương lấy cảnh mẹ quá con côi của bà chất phàn chỉ trong vòng một tháng cả đôi trâu mộng của bà bị chúng dắt mất những số phận hẩm hiu như bà chắt phàn trong đại dịch trộm trâu của nhóm minh điền và dường thu kể sao cho hết nói sao cho vợi nhưng bà chắt phàn vốn là người phụ nữ có máu ham chăn nuôi từ thời trẻ mỗi lần bước ra chuồng trâu để hoang để hóc nhúm lấy lại những gì đã mất nhờ còn lại một ít lưng vốn từ tiền thằng con trai của bà vừa khai thác được ba hecta keo đưa cho mẹ vay mua mười con lợn nhỏ đại bạch về nuôi nhưng sự đời, chẳng ai lường trước được hậu họa kiếp đảm này khi đại dịch tai xanh bùng phát, nhón gót tới chuồng lợn của bà. Thế là lợn bà chất phàn 10 con, bỗng dưng 7 con bỏ ăn, sáng hôm sau lăn đùng ra chết. Ba con còn lại, theo lệnh thú y, gia đình bà phải đào hố trộn vôi bột chôn gấp. Châu đã mất, lợn lại chết đàn, cơ nghiệp tan tành, khiến bà chất phàn lưng đã còng lại còng thêm, má đã hóp lại càng hóp thêm. Rồi đêm hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã khóc thương cho số phận bà cụ. Trong căn nhà vắng vẻ, tiếng khóc của bà cũng giọt dài giọt ngắn theo tiếng mưa. Nhưng cao hơn tất cả mọi sự bất hạnh của dân làng tròn, có lẽ là chị The, người đàn bà nửa chừng xuân chồng mất hai lần liên tiếp, mấy con trâu trong chuồng nhà bị băng đảng nghiện ngập ma túy giặt mất. Sau những tin dữ về làng nọ làng kia, gia đình nọ gia đình kia làm ăn cụt vốn, khiến chị The nghĩ đến chuyện duyên phận mình lại càng thất vọng bi quan. Chắc ai rơi vào cảnh ngộ thế này cũng bế tắc như chị. Thằng bứa, con trai đầu của chị bây giờ bước vào tuổi 13, nó đã biết thương mẹ. Thú thật, bứa muốn gia đình mình có được một con trâu để tập dần công việc cày bừa những lúc thư thả làm chú mục đồng ngồi thỏa thuê trên lưng châu trong những chiều miên man trên cánh đồng thông thống gió dưới chân rười rượi cỏ nhưng ước mơ giản dị ấy vẫn còn xa xôi vời vợi bữa cứ ngóng một ngày gia đình mình có châu y như người phụ nữ trong câu chuyện cổ tích mỗi chiều lên núi nhìn về biển khơi ngóng chồng rồi hóa đá vọng phu một bữa Thằng Bàng đưa con út của chị The ra hóng trăng cùng mẹ giữa sân. Nó đưa tay lên trời chỉ. Mẹ chồng kìa, sao trăng hôm nay vàng ruộm như quả bưởi sắp chín vậy? Chị The lặng lẽ ngước mắt lên bầu trời không nói gì. Chợt thằng Bàng bô bô đọc. Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để châu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Chị The hỏi con. Thằng cuội vì mải chơi nên để châu ăn lúa liệu con có giống như cuội không? Con làm sao giống cuội được hả mẹ? Nếu gia đình mình có trâu, con sẽ không cho trâu phá lúa người ta như cuội. Rồi thằng bang ghé sát vào tai chị the lý nhí. Mẹ này, con trâu nhà bác dây vừa đẻ con nghe đẹp lắm. Mẹ sang bàn với bác ấy, mua con nghe đó về nuôi được không? Chị the giải thích cho bàng hiểu. Con phải biết cho thân phận mẹ, từ ngày bố con mất, bao nhiêu tai ương dồn lên đầu mẹ. Mẹ quần quật hết làm ruộng đến đi cuốc cỏ thuê chỉ mong đủ gạo, đủ quần áo, đủ sách vở cho con và anh con đến trường. Đã cơ cực lắm rồi. Lấy đâu ra tiền mà mua ngé của bác dây? Lời nói ấy như lời trách cứ về sự ngây thơ cho con mình, nhưng chính là những giây phút này. Chị lại thấy thương con rứt ruột thằng bảng khi nghe mẹ than vãn vậy nó biết mẹ đang buồn tái tê đành lặng lẽ vào nhà bật công tắc điện lấy cuốn chuyện nàng tiên cá ra để đọc những giây phút não nùng này khiến chị the không muốn ngồi một mình trong bóng dưới trăng chị the ngó ra vườn thấy một bụi chuối thu mình lại đổ bóng xuống lối ngõ đen ngòm to đùng đùng như con trâu nhà nào ngày chị hay chân dắt gió nam lật phật lung lay ngọn chuối khiến chị lại nhớ cái đầu con trâu đang ngúng nga ngúng nguẩy quả thật lời của thằng con út hồn nhiên lúc nãy khiến lòng chị the xốn sang chị the nhớ trâu rồi chị the khắc khoải nhớ chồng chị đứng dậy nhìn lên vầng trăng xa xôi cao vợi như muốn trăng trở thành đức mẹ đồng trinh ban phước cho chị một điều gì tốt lành nhưng không trăng vẫn là trăng, chị vẫn là chị. Sau một chiều mưa rào sấm nổ chớp lòe kinh hoàng, tối nay cả làng quê miền Sơn Cước lại hiện hữu thêm một đêm trăng vàng vặc. Lâu rồi, chị mới nghe tiếng quốc kêu ngoài đồng xa vọng vào. Tiếng kêu khắc khoải ấy không khiến cho chị vui. Chị thế đứng dậy, cầm chiếc ghế đầu vào bên trong nhà, leo lên giường, khép màn ngủ chỉ có giấc ngủ thật sâu thật đầm mới xua tan được sự mỏi mệt này chỉ có giấc ngủ mới thành liều thuốc dưỡng sinh để mình quên hết sự đời chỉ có giấc ngủ thật ngon ngày mai chị mới đủ tỉnh táo để tiếp tục thân diệc thân cò lặn lội giữa vòng xoáy của cuộc đời bỗng ngoài ngõ có tiếng người đàn ông khàn khàn giọng thuốc lào o the còn thức hay ngủ đấy dạ mời bác vô chơi mẹ con đây chưa ngủ ạ à. Ba người đàn ông bước vào Mai sau ấm nước chè vừa nấu cả nhà chưa ai uống Còn đủ ba bát nước chè thơm ngon Chị The nghiêng vòi ấm tích rót mời họ uống Ba người đàn ông này chẳng phải ai xa lạ Là ông Dây trưởng thôn, ông Dinh, ông Thự Cùng ở cạnh hàng rào nhà chị The Ông Dây vui vẻ Con trâu nhà tôi vừa mới sinh được con nghe đẹp lắm Suốt mấy tuần nay, khách lạ, khách quen đều lần vào nhà tôi, ai cũng muốn đặt cọc tiền trước để mua con ghé này.